dành cho lối duyên ngầm. Ngàn là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần ngàn nó nương tử. Chẳng chẳng dấu gì ta đã biết cái tâm thư, kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Biết lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Bỗng thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng như xa lệ tự giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc đinh ta cũng là trai tân, kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước.